Lộc Taylor, thân ái xin kính chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Lộc Taylor. Hôm nay thì Lộc mời các bạn cùng với Lộc thực hiện mẫu đầm xòe cổ leo nhé các bạn. Để thực hiện được mẫu này thì các bạn cần lưu ý những điểm như sau. Thứ nhất là cái cách các bạn thiết kế cổ leo. Thứ hai là các bạn chuyển ben. Và thứ ba là các bạn thiết kế váy xòe nha các bạn. Trở lại bài thì đây là một cái dạng đầm mà cái tay thì là sát nách, cho nên các bạn đã thấy Lộc có thực hiện nhiều mẫu cái tay sát nách rồi, thì hôm nay chúng ta chỉ có việc ôm lại thôi nhé các bạn. Các bạn thấy đây là một cái dạng cổ leo mà nó không có đối xứng, có nghĩa là một bên thấp và một bên cao. Thì đầu tiên các bạn vẽ một cái đường ngang nối hai cái đỉnh vai, và sau đó các bạn dựng hai đường vuông góc từ cái đỉnh vai này đi lên. Một bên thì các bạn lấy lên 1,5 cm, một bên thì các bạn lấy lên 3 cm. Tại cái góc của hai cái trụ này thì các bạn lấy ra 2 cm để các bạn đánh cong lên, thì chúng ta sẽ tạo thành cổ leo nhé các bạn. Vừa qua thì Lộc có nhận được 100.000 từ chị Phương Dung gửi tặng. Lộc sẽ sử dụng số tiền này để mua giấy và làm thêm nhiều cái mẫu đầm mới nữa, làm ra nhiều cái video để gửi tặng đến các bạn. Lộc xin chân thành cảm ơn chị đã ủng hộ cho Lộc và đã đồng hành cùng với Lộc đi trên con đường chia sẻ kinh nghiệm đến các bạn yêu nghề. Lộc xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Mến chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, nhiều an vui trong cuộc sống. Và bây giờ thì các bạn vẽ các cái đường định hình để chúng ta chuyển ben. Ở đây thì các bạn thấy từ cái trụ của cái cổ leo thì các bạn lấy ra cho mình 2 cm để chúng ta nối với cái đỉnh ngực của phía bên trái, và các bạn lấy tiếp 2 cm nữa để các bạn nối với đỉnh ngực phía bên phải. Và cái phần cổ leo phía bên trái thì các bạn lấy lên 1 cm, cái phần cổ leo phía bên phải thì các bạn lấy lên cho mình 2 cm, và chúng ta sẽ đánh cong qua để chúng ta mở thêm một cái ly chỗ đó nha các bạn. Và bây giờ Lộc nói về cái phần dài áo. Ở đây Lộc gợi ý cho các bạn là 115. Các bạn có thể lấy dài hơn tùy theo cái ý thích của khách hàng nha các bạn. Và các bạn thiết kế một cái váy xòe như những cái váy mà Lộc đã từng thực hiện cho các bạn. Ở đây Lộc mở rộng thêm cái độ xòe của bên hông váy thì Lộc lấy thêm 8 cm. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ đóng cái ben lại để tăng thêm cái độ xòe. Và Lộc sẽ mở thêm một cái ben nữa để làm tăng thêm cái độ xòe của cái váy này nha các bạn. Ở đây Lộc muốn làm tăng thêm độ xòe của cái váy này, cho nên là Lộc mở thêm một cái ben ở vị trí này. Nếu các bạn muốn cái váy nó xòe nhiều hơn thì các bạn có thể tăng lên, thay vì 8 cm thì các bạn có thể tăng lên là 10 cm, 12 cm, vân vân nha các bạn. Thank you.
Cái phần chuyển bên này thì các bạn thấy chúng ta sẽ đóng hai cái bên, đó là bên dọc và bên sườn lại. Thì sau khi các bạn đóng cái bên dọc và bên sườn này lại, để chúng ta mở hai bên đi lên phía vai phải, thì các bạn thấy là chúng ta có một cái phần hụt ở dưới ngang đường eo. Cho nên là các bạn cần thêm một chút giấy và các bạn vẽ một cái đường ngang ngang cái chỗ eo này để chúng ta bù lại cái phần hụt của cái phần sau khi mà chúng ta đã chuyển những cái bên nha các bạn. Và các bạn cũng phải mở thêm một cái bên ở phía trên nữa, ở trên cổ đó các bạn mở thêm cho lọc 1 cm để mà chúng ta tăng cái độ rộng của cái cổ. Khi chúng ta mặc vào thì nó không gây khó chịu ở chỗ này nha các bạn. Các bạn lưu ý điểm này. Và các bạn nhớ là chúng ta cần phải làm cái bước giảm nhọn đỉnh ngực phía bên phải này. Vì sao nè? Vì phía bên phải này chúng ta sẽ mai liền. Còn phía bên trái một chút xíu nữa các bạn sẽ mai. Còn một đoạn các bạn thả. Cho nên là chúng ta không cần phải làm cái bước điều chỉnh giảm nhọn đỉnh ngực này nha các bạn. Theo cái kiểu thì các bạn thấy ở phía trên cổ chúng ta còn có một cái bên ở đây nữa. Mà mới nãy Lộc đã vẽ định hình trước đó các bạn. Thì các bạn cắt rời ra luôn. Vì phía bên trái chúng ta sẽ mở rộng 1,5 cm. Và phía bên phải chúng ta sẽ mở rộng thêm là 4 cm. Hai cái bên này thì chúng ta sẽ xếp lại thành một cái ly tròn qua cái cổ ở đây nha các bạn. Còn phần thân sau thì các bạn sẽ thiết kế tương tự như của thân trước và chúng ta sẽ dựa vào rập của thân trước để thiết kế.
Sau khi các bạn đã thực hiện xong các cái bước và đến giai đoạn này thì các bạn rọc cái thân giữa này ra, rọc cái thân sau ra để chúng ta vô dây kéo ở đây, ở vị trí giữa này nha các bạn. Chứ chúng ta không có vô dây kéo phía bên hông vì cái cổ này nó khá nhỏ, các bạn trồng sẽ khó lọt nha các bạn. Đến đây thì Lộc và các bạn vừa thực hiện xong mẫu đầm xòe cổ leo. Lộc chúc các bạn thành công với mẫu đầm này nhé. Bạn nào thực hiện xong trước hãy chụp hình gửi cho Lộc để Lộc khoe với các bạn khác nhé. Đến đây thì video đã kết thúc rồi. Lộc xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy tặng cho Lộc một like, comment để mà Lộc biết các bạn đã xem video. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký và nhớ là bật thông báo lên nha các bạn. Để khi mà Lộc có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo và là người xem video đầu tiên. Lộc xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều an vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.